Dạ, mến chào cô chú chị đến kênh Sang Sài Gòn. Hiện tại Sang Sài Gòn đang đứng ở trung tâm văn hóa thể dục sau huyện Bình Chánh, nơi hội quán ngôi sao miệt vườn của anh Phương Dừa cả nhà. Nay buổi tối mình đi uống cà phê ủng hộ hội quán ngôi sao miệt vườn Phương Dừa nha. Mời cô chú anh chị cùng sang Sài Gòn đi nha. Xin mời. Đây buổi tối cuối tuần thứ bảy, hội quán ngôi sao miệt vườn của Phương Dừa rất là đông. Các đồng bà con tới ủng hộ của hội quán ngôi sao miệt vườn anh Phương Dừa cả nha. Đêm qua là đêm nhạc hội quán ngôi sao miệt vườn Phương Dừa, không còn một chỗ trống luôn, bình chán luôn, bà con đến rất đông luôn. Hôm nay là ngày cuối tuần, bà con đến ủng hộ quán luôn. Rồi để mình vô kêu cà phê mình uống nha. Rồi mà đây trước sân khấu kín chỗ hết luôn. Buổi chiều buổi tuần hiện tại bây giờ ở ngoài không bán nữa, vô quầy mua cả nhà. Bà con ngồi kín hết giá luôn. Các em trò chơi anh Phương Dừa tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi. Đây đập hộp, mình sẽ có thời gian 30 giây mình đập hộp, mình sẽ hết lượt. Rồi chuẩn bị nha. Rồi bây giờ bạn này sẽ làm mẫu cho các bạn nhìn theo nha. Rồi bạn này có kinh nghiệm rồi, ngày nào cũng chơi tới đây để chơi trò chơi, nhà lãnh rất là nhiều quà về nuôi cả gia đình luôn đó. Rồi, ok bây giờ chứng chơi cho các em. Rồi từ từ mình động, đừng mình động. Từ từ cây cho ba. Quay trước đi, rồi quay vòng, quay vòng. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, rồi đi đi. Đi tới đập heo, gà heo chưa? Đi tới, bên trái. Rồi, đúng rồi, bên trái. Đi đập đi. Tới, tới, bên trái. Đi chưa, chưa? Rất là vô được cả nhà. Rồi đi tới, đi tới. Rồi, rồi đúng rồi. Dạ, đập đi. Dạ, đây. Rồi, Dê lại. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ô, thấy làm mẫu hay quá. Dạ, rồi. Bước tới. Rồi, con đã hết thời gian rồi. Rất đông luôn. Rồi con đứng xếp xuống hàng xuống dưới. Con xếp hàng xuống dưới. Rất đông cái mi. Xuống dưới xếp hàng xuống. Bạn nhỏ chuẩn bị chơi cho chơi nha. Từ từ con, từ nhường cho bạn ha. Phương Dừa là hướng dẫn. Từ, để chú lấy thêm một cái nón nữa, mình sẽ chơi liên tục luôn. Còn nhiều heo lắm. Bà con cô bác đứng coi mấy thằng nhỏ chơi. Coi vậy chứ cũng hút chưa chưa nha. Khi nào chú chơi không? Đứng đây. Mấy chị chơi không? Rồi con đứng lùi lại đi. Mấy chị chơi thì em sẽ nhờ mấy em chồng. Rồi kéo lại. Rồi. Được không? Không có mở, không có nghi mắt nha. Mấy chị chơi. Rồi bây giờ mấy chồng quay ra vòng. Bắt đầu quay này. Quay vòng tròn á. 1. Về lại con. 2. Về lại. Thêm vòng nữa. Đừng có mở ra con. Rồi thêm một vòng nữa. 3. Rồi. Rồi con di chuyển. Đừng có hé con, đừng có đẩy lên. Rồi đi đi. Đi bên trái. Bên trái đâu? Đúng rồi. Đi tới. Rồi, dừng lại. Dê lại. Không có hé con, không có hí mắt con. Có kẻ, cái mặt không kẻ. Đông rồi. Chuẩn bị trời, rồi chơi lại. Rồi. Rồi hết lượt. Rồi xíu nữa nha con. Rồi chỉ chơi sau. Đây. Rồi xíu chơi sau. Con xuống nha. Xíu tới con. Rồi con đứng xuống hàng sau đi. Rồi xíu tới con. Rồi con đứng xuống sau đi. Hôm nay mấy bạn đập dở quá, nãy giờ hai lượt rồi chưa đập được con gì hết trơn.
heo chú còn một chuồng luôn. Nếu mà hâm nọc được thì chú sẽ đi bán. Hả? Ok. Rồi bây giờ con quay ba ba. Năm ba. Đeo mang dép vô, đeo mang dép vô. Rồi. Các bạn nhỏ nhé, cái chào hết nha. Rồi. Quay. Rồi. Đây. Đây luôn. Điều cuối tuần dẫn đông luôn. Đây. Đúng rồi. Chưa. Dạ các cô chú ở đây lùi lại xíu nha, không được cái miệng nó bắn rồi. Ôi. No. Trời ơi, con heo tôi xúc chuồng ra còn đập con heo ta nữa chi vậy? Rồi, cảm ơn con trai. Rồi. Bây giờ chú không biết vị nào chứ, cũng không biết vị nào nữa. Thường vừa tổ chức trò chơi đập heo đất cả nhà. Rất là vui luôn nha. Rồi, chuẩn bị đến con nha. Rồi bây giờ nha, chuẩn bị nha. Rồi, ốc tiêu lùi lại, ốc tiêu ơi. Rồi, bây giờ con quay ba vòng. 1 2 3. Rồi. Tới luôn. À, cái này là đúng say rượu rồi này. Đó, tự định nước không ai chỉ. Ờ, đúng rồi đó. Nó đâu rồi? Nó đâu mất tiêu rồi? Ờ. Đang khua trong không khí gần được rồi. Mạnh lên. Đập đi lo cười không. Chiến thắng. Rồi xin chúc mừng con trai. Đây một bịch bắp rang bơ dành cho ta. Rồi đến con gái ha. Rồi trò chơi đập heo thì một bạn chơi một lượt. Bạn nào có quà rồi thì mình xuống xíu, mình lên sân khấu mình chơi trò khác nha. Chơi cấp bánh. Đây con gái ơi. Rồi con quay đây, một lần nữa các phụ huynh ở phía dưới cổ vũ thật là nhiệt tình cho các bé nha. Để làm sao bé có thể tự tin nhất. Rồi tự đi nha, tự định nước nha con. Rồi đi. Tự định nước nha, không ai chỉ hết. Rồi để tự định nước cái kỹ năng của mình sao. Ôi thấy cưng quá. Đi thấy cưng quá trời rồi. Đúng rồi. Trời ơi, cô khua trong không khí luôn. Gần được rồi, lùi lại xíu. Đang hai tay, đúng rồi, đập về bằng hai tay. Nhìn mà tức ghê hả? Mấy bạn không bị bịt mắt gì rồi. Tức quá trời tức luôn ha. Rồi. Trời bình thường nói lớn lắm. Chơi trò chơi vui quá cả nhà ơi. Tại hội quán ngôi sao miệt vườn của anh Khương Dừa. Con chưa, giờ là sao đến bạn này. Rồi. Con chưa có quà, con đứng phía sau để nó con chơi tiếp. Con coi mấy bạn chơi để mình học hỏi kinh nghiệm nha. Ngày tối còn đêm, đèn giúp tắt chắc đẹp luôn. Phía sau hết. Chắc là nhiều mọi người tới đây review chụp hình làm kỷ niệm cả nhà. Quay vòng tròn, tiếp hai, đừng có hí rồi, bây giờ đi. Đây. Về phục vụ hết mình luôn. Trong khi chờ đợi mình mua được tô ly phê sữa đá cả nhà. Giờ mình ra
rồi, ra trời muỗng ngay. Khoai lang nướng không? Hồi quán ngon sang Miệt Dương. Lại cho bạn quay con. Rồi bắt đầu quay năm ba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Khung viên rất đẹp luôn. Giờ tìm được cái bàn cả nha. Giờ mình hãy ngồi đây đi. Không cảnh ra. Giờ mời cô chú anh chị và cả nhà uống cà phê tối cùng sang nha. Giờ ngồi đây ngắm cảnh rất là lãng mạn luôn. Bà con tới uống cà phê và chụp hình lưu niệm luôn những cảnh đẹp ở hội quán ngôi sao Miệt Vườn. Đây. Cho cả nhà xem khung viên của hội quán ngôi sao Miệt Vườn của Thiên Vườn nha, vào buổi tối cuối tuần. Rất nhiều là khách hàng khán giả tới chụp hình lưu niệm cả nhà. Ghé uống cà phê ủng hộ hội quán ngôi sao Miệt Vườn để chụp hình những lưu niệm. Những hình tối rất đông luôn. Tại giờ vừa đã tổ chức trò chơi cho những trẻ em đó. Chơi rất là vui nhộn luôn. Thank you.
Rồi bây giờ các bạn nhỏ đã có quà và mình di chuyển sang sân khấu ha. Rồi bây giờ bắt đầu này, quay 5 vòng. 2 3 4 5 6 7 9 10 Rồi rồi rồi. Trời trời rất là vui nhộn cả nhà ơi. Thường giờ tổ chức buổi tối ngày hôm nay. Ai bịt mắt mà hỏi sao tối vui vậy? Là bịt mắt hỏi sáng chứ. Rồi, quay năm vòng nha. Còn một con heo, hai con heo nha. Rồi, quay nè, quay. 1 2 3 4 5 Rồi, nói 5 thôi được rồi. Rồi xác định định hướng rồi. Trâu ơi trâu. Tại sao cái tường này mà ai cũng đi vào hoài? Rồi đi lại nè. Rồi đi lại này. Rồi bước thẳng, bước thẳng. Đúng rồi, heo dưới đất á. Đập phải nói. Ừ. Rồi đi thẳng. Ừ. À, có em gái kìa, cổ vũ nhiệt tình kìa. Rồi gần đến rồi, bước lên một bước nữa con. Rồi. Đánh lên. Đáp. 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 Đúng rồi, cái nữa nè, cái nữa. Đáp. Ơ. Đây. À cho con chơi có cái cục không? Rồi đỡ bạn. Rồi chơi xuống chơi cái cục nha. Rồi con nhận quà nha. Thôi sữa để nhường cho em đi con. Con mở mắt con định hướng về này, thấy không? Rồi kéo ra nha. Nè, con heo màu trắng nè. Nhìn thấy chưa? Heo này nè. Đó, rồi, ok nha. Quay ba vòng. Một. Quay, quay ba vòng nè, quay nè, quay tròn nè. Rồi. Quay nè, một. Một. Hai. Ba. Rồi, 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 rồi. Cái gì luôn rồi. Trời. Uống cà phê ủng hộ quán ngôi sao miệt vườn của Phương Dừa. Đã kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Hẹn mình đến tiếp theo. Chào.